Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với những clip về Auto Chat trên kênh Game Today. Như thường lệ, tôi xin được dành ra cái phần đầu của clip để gửi những cái lời cảm ơn chân thành nhất đến các anh em đã ủng hộ cho kênh. Tôi xin được cảm ơn anh em Nguyễn Đình Hiếu, anh em Trần Đức Trung và anh em Đinh Hoàng Nam đã donate cho kênh qua tài khoản ngân hàng cũng như là qua Momo. Cùng với đó, xin được cảm ơn anh em Quang TFT đã donate cho tôi 2 lần qua Super Chat ở trên YouTube. Xin được cảm ơn anh em Trần Dương, anh em Ngô Thanh Sang, anh em Kita Workwork, anh em Minh Chí, anh em Mạnh Lê, anh em Việt Đăng và anh em Sơn đã donate ủng hộ cho kênh qua cái hệ thống Super Chat ở trên YouTube. Và tôi cũng xin được cảm ơn tất cả các anh em sau đây. Tôi xin được cảm ơn anh em Thọ Nguyễn, anh em Phạm Minh Tuấn, anh em Trần Quang Hùng, anh em Hưng Nguyễn, anh em Amazing W, anh em Dưa Hai Tech, anh em Đỗ Chí Công và anh em Quý Phạm. À vẫn còn nữa, anh em Đạt Lê, anh em Nhật Chết, anh em Minh đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi. Và tôi cũng xin được cảm ơn anh em Bùi Dũng và anh em Quang Phan Tuấn Cơm. Cái này là ông Quang TFT, ông đổi tên anh em ạ. Dã man thật sự. Thế này thì chắc là phải là fan bê tông cốt thép rồi chứ không còn là fan bê tông nữa anh em ạ. Xin được cảm ơn anh em Bùi Dũng và anh em Quang Phan Tuấn Cơm đã trở thành hội viên ở trên kênh, đã chính thức trở thành hội viên ở trên kênh. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các anh em đã ủng hộ cho kênh rất nhiều. Và ngày hôm nay cũng là một cái ngày đặc biệt, ngày 29 tháng 12, đó là sinh nhật của anh em Nguyễn Đức Trung, một trong những anh em fan cứng ở trên kênh. Nhân ngày hôm nay tôi cũng xin được gửi những cái lời chúc tốt đẹp nhất đến anh em Nguyễn Đức Trung nhân ngày sinh nhật của anh em. Và tôi cũng xin được gửi những cái lời cảm ơn chân thành nhất đến anh em trong cái khoảng thời gian vừa qua đã ủng hộ tôi. Và cùng clip này sẽ là một cái món quà mà tôi làm để dành tặng anh em Nguyễn Đức Trung nhân cái ngày sinh nhật của anh em với cái sự biết ơn cũng như là tri ân sâu sắc nhất. Cảm ơn anh em rất nhiều. Trong cái ngày hôm nay, ngày sinh nhật của anh em Nguyễn Đức Trung, thì anh em Nguyễn Đức Trung cũng có yêu cầu tôi làm một cái live. Tuy nhiên là tôi xin phép các anh em tôi được giữ kín đến giai đoạn lên game anh em nhé, để đảm bảo cái tính bất ngờ ở trong game. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Đồ xem nào. Nào tôi chốt được cái gì. Ok. Cho Squidman một cặp. Cặp Squidman đúng không? Ba Warrior nữa này. Ở đây chúng ta sẽ lấy được cái ma lăng này, ghép vào cái giáp băng. Giáp băng trước đã. Ok, còn cái món đồ còn lại thì tôi chưa chốt anh em nhá, từ từ đã. Bởi vì hiện tại thì cũng chưa biết là lấy cái gì, nên là tôi cứ để ở ngoài đã. Rồi. Từ từ rồi anh em, dần dần nó sẽ ra cái lab thôi anh em ạ. Cứ bình tĩnh, từ từ. Anh em nhiều khi là anh em cũng sẽ không biết được nhá anh em nhá. Những cái lineup mà tôi chơi trong game thì tôi cũng chưa tiết lộ đầu game đâu. Có nhiều cái clip thì tôi sẽ tiết lộ ngay từ đầu game. Và có những cái clip thì tôi sẽ không tiết lộ, để đảm bảo cái tính bất ngờ trong cái việc xây dựng xây dựng đội hình. Đấy. Có những cái trận đấu mà một cái đội hình xây dựng quá khó, tôi thường là tôi sẽ tiết lộ cái giai đoạn đầu game luôn. Thường là như thế anh em ạ. Những cái lineup mà nó quá khó chơi thì tôi sẽ phải tiết lộ vào giai đoạn đầu game để cho anh em nắm được cái cách xây dựng, tiện cho anh em theo dõi. Đấy, còn những cái đội hình mà nó có muôn vàn những cái cách xây dựng khác nhau thì có thể là tôi sẽ chơi và tôi sẽ để cho anh em dự đoán. Như thế nó sẽ thú vị và hấp dẫn hơn, đúng không anh em? Nhá anh em nhá. Rồi. Đội hình như này là nói chung là cũng chưa ổn lắm. Chưa có đam. Chúng ta cần một cái con Squidman lên 2 sao để có cái lượng đam dành cho cái giai đoạn early game, giai đoạn đầu game. Rất cần có lượng đam ổn định. Bây giờ chưa có đam. Có thể là Hunter ăn tiếp các thứ vào thì cũng được. Mà hiện tại nó chưa có Hunter. Đấy. Nên là đam bây giờ đang phụ thuộc vào Squidman. Squidman thì bây giờ chưa lên 2 sao. Đây rồi. Sói này. Sói và súng. Sói và súng. Ok. Súng này thì từ từ đã. Tôi sẽ cho con súng này vào khi mà chúng ta có 3 Hunter anh em nhé. Bây giờ thì cứ chờ đợi thôi. Khi nào có 3 Hunter cho vào, có một cái lượng đam. Trong cái khoảng thời gian đấy thì chúng ta cứ chơi những cái con Warrior làm tăng cơ. Và lượng đam thì bây giờ là thường là sẽ đến từ những cái con sói con. Đấy. Và những cái con như là con ảo ảnh ở đây là cũng có thể gây được một chút đam đầu game. Mà nói chung là cái đội hình này thì sẽ không phải đánh được chữ thắng đâu. Ok.
Rao này ăn nổi không nhỉ? Ba Hunter, đối thủ có ba Hunter kẹp với cả ở đây là Feather. Một con gọi đệ. Hai con gọi đệ rất khỏe. À, tôi có giáp. Tôi có một lượng giáp hay quá anh em ơi, thế là tôi gọi ra được hai con đệ rồi. Rất khỏe ở đây. Hay quá nhờ, nhưng mà cái trận này anh em để ý không? Nó ra rất nhiều là cái con ngựa nhá. Ra rất nhiều ngựa luôn. Nhưng mà thôi, tôi không chơi bởi vì là anh em cũng biết rồi, hôm nay là tôi có làm theo yêu cầu đấy. Tôi làm theo cái nguyện vọng của anh em Nguyễn Đức Trung trong ngày sinh nhật của anh em, nên là anh em có yêu cầu rồi. Đấy, bây giờ tôi cho ba Hunter vào nhá. Chứ nếu mà trận này mà tôi chơi theo kiểu là freestyle ấy, là tôi chắc chắn là tôi sẽ chơi là ngựa đấy. Ngựa ngon đấy nhá, mà đồ tôi nói cho anh em biết là đồ ở trận này là nếu mà chơi ngựa đầu game là ngon lắm đấy. Và tôi không lấy thôi. Đấy. Ok. Anh em cũng có thể đoán từ cái giai đoạn này nha anh em nhá. Anh em đoán dần đi. Em cứ đoán dần đi, tôi chơi gì. Anh em đoán được chưa? Chắc là cái tầm này thì cũng chưa có anh em nào đoán được đâu. Nhưng mà nếu mà anh em đoán được rồi thì anh em cũng có thể comment phía dưới nhá, để xem là tôi xem là ai hiểu tôi nhất. Rồi. Hay lắm. Bây giờ chúng ta đã có 4 đỏ đây anh em ạ. Tuy nhiên là tôi chưa có kẹp 4 đỏ vào đâu, bởi vì bây giờ là có 3 Hunter kẹp 2 Exit. Tôi thì tôi vẫn ưu tiên là đam trước, sau đó mới đến tăng cơ anh em nhá. Tăng thì thực ra là tăng, nhiều khi là tăng nhưng mà không có đam ấy thì nó vẫn yếu lắm. Đam để kết thúc đối thủ đã, xong rồi mới tính đến cái con đường là tăng sau. Tăng sẽ là ưu tiên thứ hai sau cái việc là gây đam. Anh em thấy là cái đội hình này nó bắt đầu ổn rồi đấy. Khá là ổn áp luôn. Còn một cái vấn đề mà tôi muốn chia sẻ với anh em, mà tôi quên mất, tôi không nói giai đoạn đầu. Đấy là có rất nhiều anh em nói là cái bàn cờ này nó khá là lóa, nó hơi bị sáng. Thì thực ra là anh em cũng có thể thấy là bây giờ chúng ta đang ở trong một cái không khí, nó là một cái ngày, những cái ngày rất lạnh đối với các anh em miền Bắc. Và thực ra là các anh em, chắc là các anh em mà ở miền Nam, miền Trung thì không có được cái cảm giác này. Tuy nhiên là với một cái bàn cờ như thế này, đối với các anh em miền Bắc, một cái không khí Giáng sinh, một cái không khí lạnh, xe lạnh ở Hà Nội. Đấy, ở ngoài Hà Nội thì thực ra là nó rất hợp với cái bàn cờ này. Chính vì thế tôi đã chọn cái bàn cờ này trong cái dịp này để tôi chơi, cũng như là làm những cái clip mới để gửi tặng anh em. Đấy thì nếu mà anh em cảm thấy là cái bàn cờ này nó quá xấu, hoặc là nó rất là lóa, nó không có đẹp lắm, thì cũng xin phép anh em cho tôi được sử dụng cái bàn cờ này cho đến hết cái kỳ nghỉ lễ mùa đông. Còn Linh Cute chưa gặp. Linh Cute và DX2 chưa gặp. Mà không sao, đội hình này mạnh lắm anh em ạ. Còn lâu mới thua. Khỏe lắm anh em, một Scootman 2 sao gây được một lượng đam nói chung là rất lớn. Chưa kể cái bọn phụ đam ở đằng sau nữa, bọn Hunter ở đằng sau nó bắn. Đội hình này nói chung là ấm rồi anh em ạ. Đây rồi. Hai con mèo này. Tận dụng hai con mèo này không? Nếu mà mua mèo thì thôi bỏ Hunter luôn. Không cần chơi Hunter nữa. Cũng được đấy. Ok. Sau đó thì nếu mà chúng ta lên được level 7. Lên 7 chúng ta sẽ có 4 đỏ. 4 đỏ kẹp với cả hai mèo, kẹp với cả Scootman hay sao? Kẹp với cả một con ảo ảnh hay sao? Quá khỏe anh em ạ. Đội hình này còn lâu mới mất chuỗi. Tôi nghĩ là cái đội hình này ít nhất là đến là 15, 16. Đấy, ít nhất là đến cái khoảng từ 10 đến 15 là chúng ta yên tâm rồi. Đội hình rất là khỏe luôn. Còn nếu mà giả sử mà có những cái người mà nó ví dụ như là 6 Hunter các thứ thì, hoặc là form được mấy cái đội hình kiểu mết miếc các thứ có thể bắn trưởng khỏe được, thì chúng ta mới có thể là nghĩ đến cái việc xả tiền thôi. Còn đội hình này mạnh rồi. Tôi nghĩ là cứ để thế thôi. Không cần thiết là phải up cấp hay là xả tiền sớm đâu. Bởi vì thực ra vốn dĩ là nó đã hơn một con rồi ấy. Ba con mèo kết hợp vào bộ si vét là hơn một con rồi. Chưa kể là con heo nó gọi thêm con nữa. Đây rồi. Rồi tôi sẽ chốt một cái món đồ lửa anh em nhá. Để xem nào. Ok, tôi sẽ lấy cái găng tay Kira, lấy cái hút máu.
Mục đích của lấy cái hút máu này thì đầu game thì cũng là để tung trưởng sớm thôi, cho là có một cái khoảng thời gian mà chúng ta có thể là tung trưởng được sớm. Chứ còn không có có cái blink thì với một cái giáp băng ấy, thực ra là tung trưởng là cũng khá chậm. Giáp băng nó phải có địch thủ đứng ở ngay cạnh cơ. Đấy, đứng ở trước mặt thì mới bắn trưởng luôn. Mà nếu mà có thêm cái găng tay Kira nữa thì nó sẽ bắn trưởng nhanh hơn rất nhiều. Rồi. Round này lẽ ra là tôi phải cho con ách vào thay cho con ảo ảnh mới đúng. Lấy 4 đỏ. Nhưng mà không sao, một round. Thằng này yếu mà anh em. Đối thủ yếu, Glacier kết hợp vẫn chưa có co 2 sao thì làm sao ăn được. Bộ này khỏe lắm anh em ạ. Rồi. Rồi tôi sẽ lên 7 luôn. Giữ chuối. Cái bàn cờ này thực ra là anh em, bởi vì anh em xem kênh của tôi ấy, anh em xem nhiều, anh em thấy quen với cái bàn cờ tối rồi ấy. Là anh em nhìn thấy cái bàn cờ sáng này em thấy là bị lóa thôi, nhưng mà thực ra cái bàn này không lóa đâu anh em ạ. Bàn này tôi nghĩ là một cái bàn dễ nhìn đấy. Để tôi xem tình hình đối thủ thế nào nào. Top 2 to nhỉ. Top 2 hiện tại là 5 con 2 sao kẹp bit có gọi đệ rất to, Linh Cú Tè rất to nhá. Linh Cú Tè rất to đấy. Linh Cú Tè thì có thêm con Shadow. Shadow 2 sao đây này. Rất to luôn đấy. Linh Cú Tè đánh bộ Witcher rồi. Mà tôi vẫn ăn được bởi vì là Linh Cú Tè không up cấp. Linh Cú Tè để ở level 5, chứ là nếu mà Linh Cú Tè up cấp là có khi là vớ vẩn thua. Ui, tôi có hai con heo này, cho vào thôi. Sivet mà, tận dụng bộ Sivet đấy. Con ảo ảnh chắc là tôi cũng sẽ không đưa lên 3 sao đâu. Có lẽ là tôi sẽ bỏ con ảo ảnh đi đâu. Con này bởi vì cái bộ mà tôi chơi ấy, cái bộ mà tôi chuẩn bị chơi cho anh em sau đây là một cái bộ mà phải dí cấp chứ không phải là cái bộ rôn anh em ạ. Thôi bán đi. Bỏ đi. Anh em nhá. Nó là một cái bộ dí cấp. Đấy, dí cấp đến cấp 10 luôn đấy. Nên là không có, chúng ta sẽ không chơi những cái con 1 đô. Chúng ta sẽ không có mua nhiều làm cái gì cả. Nó chật bàn cờ, tí nữa không có cái slot để ở phía dưới để roll đâu. Bán bớt đi thôi. Chính ra cái bàn cờ này anh em nhìn nó rất là thoáng. Nó không có quá nhiều những cái chi tiết rườm rà đâu. Đấy. Hai bên thì nó vẽ rất là tập trung vào hai bên thôi. Mà hai bên đấy là bị che hết rồi. Đấy, còn cái phần ở phía giữa nó rất là dễ nhìn. Cái phần bàn cờ ấy, mà để chúng ta tập trung vào chúng ta thi đấu ấy, nó rất là dễ nhìn trong cái sân cờ. Đấy, màu nó thì nó nổi bật lên. Ở trên một cái nền trắng là những cái quân cờ nó có màu tối. Đó là cái sự tương phản khiến cho mà tôi chọn cái bàn cờ này để chơi đấy anh em ạ. Đấy, cũng như là cái bàn cờ tối của tôi ấy, là tôi chọn thì những cái quân cờ nó sáng nó bật hẳn lên. Đấy, chứ nó không quá là rối mắt đâu. Có một số những cái bàn cờ mà nó rất là rối như cái bàn cờ Lego ấy, rất là rối mắt, rất khó chơi, rất khó nhìn. Thì tôi ít khi tôi chơi cái bàn đấy. Đấy. Còn nói thật với anh em là không phải là vì là tôi không có bàn cờ đấy, cũng không phải là vì là tôi không chiều anh em đâu. Đấy, mà là vì là tôi quen chơi rồi. Đấy, mà tôi bỏ ra tôi bỏ ra bàn cờ khác là tôi nhiều khi tôi bị sót cờ ấy anh em ạ. Nhiều khi nó lóa quá hoặc là nó không quen ấy, roll nhanh quá, thế nào nó cũng sót cờ hoặc là những cái vị trí con cờ ấy, nhìn nó khó nhìn. Đấy, thì tôi thường là tôi sẽ chọn những cái bàn cờ mà tôi quen chơi nhất. Đấy, chứ còn nói thật với anh em là cái bàn cờ nào anh em yêu cầu tôi cũng có hết. Đấy, chẳng qua là tôi không chơi thôi. Đấy, còn ví dụ như là với các anh em hội viên chẳng hạn, mà nếu mà có cái mong muốn là ở trong những cái ngày sinh nhật của anh em hay những cái ngày đặc biệt như là kỷ niệm 1 năm đăng ký hội viên các thứ, mà anh em yêu cầu tôi là phải chơi là ở cái bàn cờ này, đấy thì tôi sẵn sàng là tôi sẽ chuyển cái bàn cờ và tôi làm cái clip ở trong cái bàn cờ đấy là chúc mừng sinh nhật anh em thì nó tuyệt vời luôn. Có thêm một cái đặc quyền đấy thì nó cũng hay đấy. Nhà tôi bây giờ tôi mới nghĩ ra. Nếu mà ở trong những cái clip đặc biệt chúc mừng sinh nhật của các anh em hội viên thì có thể là chúng ta sẽ thêm một cái tùy chọn nữa, là anh em hội viên có thể chọn cái bàn cờ mà anh em yêu thích để tôi làm trong cái clip mà chúc mừng sinh nhật anh em. Đấy. Hay đấy. Tôi bây giờ tôi mới nghĩ ra cái trò đấy. Cũng tạo được cái dấu ấn riêng của mỗi người nhỉ. Thường thì tôi rất ít khi đổi bàn cờ anh em ạ. Không mấy khi đổi bàn cờ, nếu mà anh em xem tôi nhiều anh em biết.
Nó chỉ loanh quanh mấy cái bàn cờ mà tôi dễ nhìn thôi, tôi quen nhìn. Đấy. Trừ khi là có một vài trường hợp đặc biệt như là Trung Thu này, hoặc là Tết. Đấy, Tết hoặc là Tết Tết âm lịch ấy. Tết âm lịch hoặc là Noel, ngày Valentine, ngày Halloween. Đó là những cái ngày mà tôi muốn là nó có những cái không khí ở trong cái con game của tôi. Thì tôi thường sẽ thay cái bàn cờ cho nó phù hợp với cái không khí ở ngoài. Đây rồi, Skull Hunter. Ok, chúng ta sẽ up cấp lên 8 anh em nhé. Mạnh quá anh em ơi. Thực ra cái đội hình này nhá. Bây giờ chuyển sang Insect, bán hết mấy cái con Fallen Witcher này, Taboo Witcher này, rồi thì ảo ảnh đi. Đấy, chỉ giữ lại Shadow thôi. Sau đó chúng ta chuyển dần sang là chơi cái bộ Insect ấy. Insect kẹp mèo rất khỏe luôn đấy nhá. Có khi đẩy 100% máu hết game luôn. Nhưng mà anh em nhìn là anh em cũng có thể đoán ra là tôi bây giờ tôi đang xây dựng cái bộ gì. Tôi chỉ dựa vào cái bộ đỏ này trong giai đoạn đầu game thôi anh em ạ. Đấy, sau đó chúng ta sẽ chuyển dần sang bộ Witcher anh em nhá. Anh em đến đây em đoán được rồi, tôi cũng chả có gì tôi phải coi như là giữ bí mật nữa. Nó sẽ là cái bộ Witcher, nhưng mà Witcher thì kết hợp với cái gì thì anh em cứ từ từ anh em nhá. Ok. Còn bây giờ thì vẫn tận dụng những cái con mèo và những cái con thuộc bộ đỏ này, nó rất khỏe anh em ạ. Thực ra nếu mà đánh như này nó là chuẩn bài Insect rồi đấy. Insect mèo rất khỏe nhá anh em nhá. Và trong trận này là tôi không có chơi cái bộ này vì tôi đang làm content. Đấy, hôm nay là content chúc mừng sinh nhật nên là tôi sẽ không chơi. Mặc dù là bài nó ra thì nó đúng là nó đúng theo kiểu là form bài sách giáo khoa luôn đấy. Đúng cái nó gọi là cái cốt sống ấy, cái xương sống của cái bộ đấy. Thì nó đang ra như này rồi. Rất khỏe anh em ạ. Chỉ cần việc là bây giờ tìm Insect vào thôi, sau đó thay vứt bớt đỏ đi, kẹp tạm hai đỏ vào. Đấy, kiếm thêm Shadow, roll ở level 8 thôi. Chơi ở level 8 là rất mạnh rồi. Trong khi đấy là tôi đang xây dựng một cái bộ chơi ở level 10. Một cái bộ phải dí cấp. Và tôi nghĩ là để mà ra được những cái con mà tôi cần thì chắc chắn là tôi sẽ phải lên 10 rồi. Ở trong cái bộ Witcher anh em ạ. Những con nào mà tôi cần nó chính là con kiếm hồn. Rất cần. Con kiếm hồn là một cái, thứ hai là con gì? Con chú quỷ. Nên là phải cần những cái con đấy thì đương nhiên rồi, không thể nào mà có thể dễ dàng ra được đâu. Round này sẽ có con gấu, tôi có thể nhét thêm vào. Tôi nghĩ là bây giờ tôi sẽ cho con gấu này vào luôn anh em ạ. Tôi sẽ up cấp luôn. Cái lý do là tôi chưa gặp cái thằng top 2. Mà cái thằng top 2 bây giờ nó cũng đang xả tiền để nó cắt chuỗi tôi đấy. Anh em biết không? Đang roll để xả tiền cắt mạnh luôn đấy. Nhưng mà tôi bây giờ tôi cũng sẽ phải là up cấp rồi. Đây này, con này cũng rất mạnh nhá. Cũng xả tiền để cắt chuỗi mà. Tính là gặp tôi, nhưng mà tôi bây giờ tôi đẩy đến 9 rồi anh em ơi. Rất khó, không dễ cắt tôi đấy đâu. Bộ này là cái bộ mà rất đông. Rất đông những cái con cờ. Nó lấy số lượng nó đè chất lượng. Tới tận 3 con heo gọi đệ cơ mà anh em. Hai con Skull Hunter cũng là gọi đệ. Rất đông. Thậm chí là con gấu nó cũng là gọi đệ luôn. Rất nhiều elite ở trên bàn cờ nhá. Nhưng mà tính ra nó phải 15-16 con chứ không ít đâu anh em ạ. 15-16 con đấy. Rất đông các cái con ở trên bàn cờ. Và nó gọi ra nó đẻ nó. Nếu mà nó cooldown xong nó có thể gọi liên tục. Vậy là gặp đối thủ ở ngay cái round cuối cùng. Ờ. Mà tôi lên 9 rồi. Đối thủ vẫn tiếp tục xả tiền anh em ơi. Xả tiền rất mạnh. Đấy, không biết là có làm ăn được cái gì không. Xả tiền rất mạnh đấy. Xả xuống còn 21 tiền rồi. Đang đánh ở level 7 chắc cố gắng kiếm này. Kiếm kiếm được cáo 2 sao. Kiếm được cáo 2 sao chơi beat. Ok, nhưng mà anh em phải hiểu là đội hình của tôi nó rất đông anh em ạ. Nên là như này vẫn chưa đủ. Nó phải đủ 6 beat cơ thì may ra nó còn có cửa. 6 beat có khi nó còn vẫn còn thua. Chứ đừng có nói là bây giờ mới chỉ có một con cáo 2. Không được. Xin nhá. Đông lắm anh em ơi. Phải đến 15-16 con mà tôi tính rồi. Đội hình này là cái đội hình mà số lượng của nó rất là đông. Mà thậm chí là nếu mà chết đi ý, con heo nó lại gọi tiếp. Con heo nhá, tôi lấy ví dụ như là cái con chết ấy mà nó là con gấu ấy, hoặc cái con chết đó là con Skull Hunter ấy, con heo nó lại gọi ra một con gấu lại gọi đệ luôn. Hay là gọi Skull Hunter là nó cũng gọi đệ luôn rồi. Nên là nó rất đông. Coi như là gọi một phát là được 2 con. Đông lắm anh em ơi. Nói là 9 con nhưng mà thực ra có thể là cái con số nó còn lên tới 17, 18, 19, 20 con.
Ủa anh em ơi, cái tốc độ trận đấu này nó đẩy nhanh thật đấy. Anh em nhìn kìa, dã man chưa? Mấy cái thằng ở top dưới ấy, 13, 7, 6 máu. Trận đấu này nó chia làm 3 thái cực anh em ạ. Một là ba cái thằng dưới cùng, hai là những cái thằng ở giữa với một nửa số máu, và cuối cùng là tôi với 100% máu. Vẫn chưa thằng nào cắt được chuỗi của tôi luôn. Dã man thật sự. Ác mộng này. Chết rồi anh em ơi, hết slot mất rồi. Bây giờ phải bỏ con gấu rồi ra, đội hình nó sẽ hơi yếu một tí. Nhưng mà vẫn phải bỏ thôi anh em ạ. Bây giờ hết slot. Tôi sẽ không bán được bất cứ một cái con nào ở phía dưới này cả. Bỏ con gấu thì nó sẽ yếu một chút anh em nhá. Đội hình sẽ yếu hơn, nó là có cái con gấu đó. Tức là như này là xác định là sẽ mất chuỗi. Hy vọng là chưa mất chuỗi vội. Ui thôi chết rồi, mất chuỗi anh em ơi. Thằng này Glacier Beat thì thôi, chắc là không có cửa ăn được thằng này đâu. Glacier Beat vẫn ăn được ấy hả? Ui rồi anh em ơi, nhìn kìa. Mà thằng này hình như nó chơi con sói anh em ạ. Ui rồi ơi. Định chơi sói đẻ hả? À chó đẻ, chó đẻ, chó đẻ, chó... Không, không, không dễ thế đâu. Không dễ thế đâu bạn ơi. Chó đẻ thì cũng phải sống được đã. Sống được đến round 25 có trứng thì mới chơi được. Nhiều cặp quá anh em ạ. Mãi không lên được 2 sao. Chết tôi rồi, cái hàng chờ nhiều quá anh em ơi. Không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn. 16 giây. Xả tiền gấp thôi anh em ơi. Ui lại thêm cặp nữa này. Không ổn rồi, lắm cặp quá. Ui rồi lại cặp nữa này. Mẹ. Ui rồi đây rồi, đây rồi, đây. Nhanh 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 nhanh. Bán con gì đây? Bán con này, bán con này. Ui không kịp rồi. Ui nó bán con gì đây? Nó bán con gì nhỉ? Không để ý luôn, không biết là nó bán cái con gì luôn. Ăn nổi không? Ăn được, ăn được, được. May quá vẫn chưa mất chuỗi anh em ơi. Mày thế nhở, nhưng mà nó bán con gì đấy? Bán con Skull Hunter anh em ạ. Ù mày thế, bán đúng thế. Chuẩn rồi, chuẩn rồi, chuẩn rồi anh em ơi. Hay quá nhở, bán đúng cái con mà tôi cần bán. Hai con Skull Hunter bán đi là được rồi. Rồi ok, không mất con nào cả anh em ạ. Tuyệt vời. Rồi bây giờ tôi nghĩ là sẽ cho Witcher vào, kẻ Witcher vào để cái con chúa quỷ này nó phát huy được cái sức mạnh của nó. Ok. Đó, tạm thời như này đã anh em nhá. Chuyển dần dần thôi. Tôi chỉ cay là cái bài này thực ra là nó cũng không ra cho tôi cái bộ Witcher đâu. Đấy, Witcher mãi tôi roll hết tiền nó mới bắt đầu nó ra, nhưng mà vẫn còn rất nhiều cặp ở đây. Đấy là nó gọi là cái tình huống là ép là phải chơi cái bộ này đấy anh em ạ. Nên là bắt buộc là phải chơi kiểu đấy. Chứ còn bình thường nếu mà bài ra ấy, như là cái bài trận này, thì tôi cũng sẽ không chơi bộ Witcher đâu anh em ạ. Bài nó không ra. Đấy mà nó phải chuyển quá nhiều, gần như là chuyển 100% bài. Anh em cũng thấy là mèo kẹp đỏ đúng không? Bây giờ bán hết mèo, bán hết đỏ đi. Nó là chuyển 100% luôn đấy. Đấy mà cái kiểu chuyển 100% này thì thực ra là phải đánh xanh thì mới chuyển được. Chứ còn không xanh thì chắc là cũng toang thôi. Nên là không nên chơi như thế anh em nhá. Là tôi được cái tôi tận dụng được tốt cái khoảng thời gian đầu game là tôi được cho những cái con ở trong cái bộ đỏ cũng như là kẹp mèo được, nên là tôi tận dụng được. Đấy thì thôi thì tôi tận dụng được thì bây giờ nó mới xanh thì nó mới được như này. Thì mà chúng ta có thể chơi được cái bộ này. Đấy, chúng ta có tiền chúng ta roll được ra những cái con thuộc cái tộc cái hệ Witcher tộc Demon. Chứ còn nếu mà bình thường mà không có tiền thì cũng chả ra được đâu. Anh em ạ, roll thì cũng xuống hố rồi. Làm gì có tiền mà roll. Thì vẫn phải qua cái bước là chúng ta sẽ phải chuyển qua một cái lineup mà nó khỏe ra đầu game để giúp chúng ta có chuỗi thắng đấy. Đấy, bài nó cho cái lineup kia thì chúng ta tận dụng được ra đầu game. Chính vì thế là bây giờ chúng ta mới có thể chiến thắng được. Ôi nhưng mà round này cũng vẫn vẫn thua này. Không biết thì có to quá nhờ. Beat Glacier mất chuỗi rồi, mất chuỗi thằng Beat Glacier rồi. Bởi vì thực ra cái lineup của tôi đã đủ bộ đâu. Tôi chưa đủ bộ anh em ạ. Line up này tôi sẽ ghép cái Blink nữa. Để clear mấy cái con sâu xiếc từ đằng sau. Nó cứ đẻ ra thôi. Đẻ đệ ra thôi. Chính là thua round này là bởi vì cái con đệ của con sâu ấy chứ. Móc lốp rồi anh em ạ. Móc lốp đằng sau tiêu diệt mấy cái hàng đàn ở đằng sau đã. Đàn sâu con cũng như là mấy cái con đứng đằng sau. Nó rất là yếu. Mấy cái con beat này thì nó rất mỏng anh em ạ. Giáp thì toàn là giáp không giáp thôi. Cái bộ beat này nó có một cái yếu điểm đấy chính là cái giáp của bọn này nó rất là yếu.
Mà cái sức mạnh của bộ beat là nó nhờ vào những cái con đẻ ấy. Chúng ta chỉ cần dí những cái con ở đằng sau là được đó. Con chúa quỷ này mà nó cầm blink nó ra đằng sau, nó quạt cho mấy quạt thì cũng bay hết thôi anh em ạ. Ngày qua là vừa nãy tôi không có blink thôi, tôi cứ phải đứng dí vào cái con ở đằng phía trước. Mà phía trước nó lại bắt bất tử nữa nên là mất quá nhiều thời gian. Đây rồi, đây trần phái ở bộ này rồi anh ơi. Đây rồi, có món đồ trần phái rồi anh em nhá. Bây giờ tôi nghĩ là sẽ chưa lên 10 vội mà tôi sẽ vẫn giữ ở 9. 29 tôi mới lên 10 cơ. Đúng sách giáo khoa luôn anh em ạ. Từ từ đã, thay dần đã, bây giờ phải full 2 sao mới thay được. Đấy nha anh em nhá, bỏ cái này ra. Thôi, không cần nữa, không cần kẹp hai đỏ làm cái gì nữa. Cái tầm này hai đỏ nó chẳng có cái ý nghĩa gì cả. Hai đỏ cộng 150 máu à? 150 máu một lần chém được 150 máu không? Chắc là cũng được. Đỡ được một lần chém cho mỗi con. Không ăn thua anh em ạ. Rồi. Rồi các món đồ này thì từ từ tôi chưa chốt. Chốt xong. Đây lại một con bít. Ui bít này con cây lên được 3 sao nhá, cẩn thận nhá. Không nhưng mà con 7 của tôi nó rất khỏe. Anh em thấy 7 ra đằng sau khu không? Mạnh lắm anh em ơi. 7 vừa nãy là không có blink thôi. Blink thì không sợ bít đâu. Quạt cho 3 phát thì cái bọn đằng sau chết hết anh em ạ. Rồi. Ở level 9 rồi anh em ạ. Chỉ còn 2 round nữa là chúng ta sẽ lên 10 anh em nhá. Và anh em chắc là đến đây thì anh em cũng đoán được ra đội hình rồi. Tôi sẽ roll một vài cái nữa. Anh em thấy tôi mua những cái con gì là anh em có thể đoán ra. Nó sẽ không phải là Exorcist, là nó sẽ là Warlock anh em nhá. Đội hình Witcher kẹp Warlock. Và đây cũng là cái mong muốn của anh em Nguyễn Đức Trung anh em nhá. Anh em Nguyễn Đức Trung thì có mong muốn là tôi sẽ làm bộ 4 Witcher kết hợp với 6 Warlock cộng với cả hai con ở tộc linh hồn. Đấy, là con kiếm hồn và con ma ấy. Chính vì thế là tôi sẽ phải lên level 10. Level 10 thì mới đủ bộ anh em ạ. Mà level 10 thì mới kiếm được con kiếm hồn cũng như là con chúa quỷ. Ăn nổi không? Rau này cũng không ăn được. Khỏe quá nhở. Mà con cáo mới 1 sao rồi, đồ cáo vẫn ăn được ạ. Ảo thật. Rồi còn một round nữa thôi anh em, cố gắng lốt round này. Từ từ đã, tôi muốn roll mấy cái để tôi lên được 2 sao ấy. Tôi bây giờ vẫn nó vẫn có những cái con 1 sao thì kiểu cảm giác cái bộ này nó mỏng quá. Chúng ta cần phải lên được 2 sao thì nó mới có cái hàng nó dày dày một chút, dày máu một chút để có đủ thời gian gây đam. Đấy. Rồi cứ bình tĩnh thôi. Máu còn nhiều lắm anh em ơi, còn 83 máu. Vô tư, hai thằng beat này thì thực ra thì hai thằng beat nó gặp tôi nó cũng chả đẩy bao giờ được tôi quá 15 máu đâu. Khẳng định với anh em luôn là không bao giờ quá 15 máu. Đấy. Rơi vào tầm khoảng dưới 15 máu thôi, từ 10 đến khoảng 13 máu. Ok. Thực ra chơi cái bộ này có thể dồn đồ cho Shadow anh em nhá, dồn đồ bắn trưởng con Shadow. Đấy, chính ra chúa quỷ khỏe phết đấy chứ. Anh em nhìn quạt kìa, quạt trả khá khỏe luôn, cắt chuỗi luôn. Rất khỏe đấy chứ. Lượng đam không ít đâu, 9.000 đam mà không ít đâu nhá anh em nhá. Gần 10.000 đam rồi, 9.900 rồi. Chuyện này tôi không có lấy đồ cho Shadow bởi vì tôi xác định là nếu mà tôi chơi kiểu này thì tôi lấy đồ cho kiếm hồn thôi, hoặc là chơi lấy đồ cho con chúa quỷ thôi anh em ạ. Rồi, lên 10 rồi roll hết tiền kiếm con kiếm hồn anh em nhá. Ra đây. Cay nhỉ? Đùa, thật. Roll hết tiền thì không ra này. Chán đời thật sự. Đấy anh em thấy không? Đấy chính là cái lý do làm sao đấy mà tôi lại phải up lên 10 đấy. Up lên 10 cũng có ra đâu thôi chứ. Up lên 10 cũng không ra anh em ạ. Cay thật. Mười con. Ui anh em như này. Nhanh đấy chứ. Nhanh đấy chứ. Ui. Chính ra là cái lượng đam nó lại đến từ round này. Nó lại đến từ cái con Shadow anh em ạ. Shadow xoay quạt quả này khỏe phết đấy. Đúng là thêm một con là cái con Shadow nó khỏe đến bao nhiêu luôn ấy. Shadow nhá, bây giờ nó là 10 con. Đấy, thêm một tia mà sức mạnh của nó hơn hẳn luôn. Tiếc là trận này tôi lại không có lấy đồ cho Shadow. Nếu không thì tôi cũng chơi hơn Shadow 3 sao rồi anh em ạ. Shadow trận này ra rất nhiều.
mà lên được Shadow 3 sao kẹp với cả cái bộ Witcher bắn trưởng thì nó cũng kinh khủng lắm, kẹp với cọc ấy. Nhưng mà rất tiếc là trận này tôi lại không lấy đồ. Tôi lấy sẵn đồ cho con chúa quỷ rồi, chém lan rồi thì các thứ Kira các thứ thì bây giờ lại cho con Shadow thì nó phí lắm. Đồ đánh tay cho Shadow, con đấy nó đánh chậm anh em ạ, Shadow đánh rất chậm. Ngoài ra thì nó cũng không phải là cái loại mà có thể là đứng để mà đánh được ở trong combat. Nó chỉ có thể là đứng và bắn trưởng một phát sau đó chết thôi. Con đấy nó rất ít máu, nó không giống như chúa quỷ hay là con kiếm hồn. Con kiếm hồn thì thực ra máu nó không nhiều đấy, nhưng mà nó lại có khả năng là nó có quay được, nó có quay được trong combat. Kiếm hồn là nó tạo thành bóng và bóng chết thì nó lại hồi máu đấy, nó có quay được trong combat. Còn cái chúa quỷ thì thực sự trâu, thực sự khỏe. Con này thì là khỏe nhất trong bộ quỷ rồi, nó gọi là chúa quỷ rồi. Khỏe nhất ở trong cái bộ Demon rồi anh em. Bây giờ là cần một chúa quỷ nữa thôi là tôi đập trứng luôn anh em nhá. Và tôi nghĩ là nếu mà cái trận đấu này như thế này khả năng là sẽ không chơi 6 Warlock đâu anh em ạ. Bởi vì nếu mà 6 Warlock thì nó sẽ không có slot cho chúa quỷ. 6 Warlock 4 Witcher là hết rồi. Nên tôi chơi 4 Warlock thôi nha anh em Nguyễn Đức Trung nhá. 4 Warlock thôi thì mới mạnh, mới đánh được late game. 6 Warlock thì nó lại phải kiếm hồn 2 cơ, kiếm hồn 2 sao cơ. Và đến bây giờ tôi vẫn chưa thấy con kiếm hồn nào anh em ạ. Và bây giờ khả năng là ra chú quỷ hay sao trước ấy, tôi đoán là thế. Chú quỷ bây giờ là có trứng là coi như là hai con chú quỷ rồi, còn một con nữa thôi anh em ạ. Ui anh em kìa, tôi đẩy chết thằng Dũng rồi kìa. Khỏe đấy chứ, anh em nhìn này, thấy không? Chú quỷ này bây giờ tầm nó còn rơi vào tầm khoảng 400 đam thôi nhá anh em nhá. 600 đam, 700 đam. Đấy, 700 đam thôi mà đã khỏe này rồi. Tí nữa nó lên tới 2000 đam thì không biết là cái chuyện gì xảy ra. Lên 2 sao ấy là nó rơi vào tầm khoảng 1500 anh em ạ. Đây rồi, anh em ơi. Rồi tôi sẽ bán con heo đi luôn. Lên 2 sao thì khoảng 1500 nhưng mà chưa hết đâu anh em. Nếu mà ra được kiếm hồn ấy thì cái con này nó sẽ lên tới 2000 nhá anh em nhá. Nó sẽ lên tới khoảng 2000 đam. À không, chắc không được 2000 đam nhưng mà chắc cũng phải được 1800 anh em ạ, 1800 nếu mà đủ đồ. Trận này tôi còn thiếu rất nhiều những cái món đồ như là gậy như ý này, cướp điên này. Đấy, búa sét này. Chưa có những cái món đồ đấy nên là thực ra là cũng chưa thể đánh giá được mắc đam là bao nhiêu, nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà mắc đam thì cũng lên được 2000 đấy. Anh em ạ. Tí nữa chúng ta ra được kiếm hồn rồi tôi sẽ cho anh em xem. Con này có kiếm hồn ấy nó sẽ lên được khoảng khoảng 1500 đến 1800. Đấy. Còn tùy vào những cái món đồ, nếu mà đồ ngon thì có thể lên được 2000 đam đấy. Mà 2000 đam anh em cứ thử nghĩ xem, 2000 đam mà lại còn ở trong cái bộ quỷ nữa, đánh xuyên giáp nữa thì cứ một hit là chết một con thôi. Mà không, cái con này một hit là nó phải chết được 3-4 con. Nếu mà cứ đứng tụm vào như thế kia thì một hit là chết 3 con đấy chứ không phải là chỉ là một con đâu anh em ạ. Quạt kinh lắm. Tiếc là bây giờ là vẫn chưa đủ bộ thôi. Giờ cần một cái con kiếm hồn nữa là tôi là kẹp thêm được vào là hai cái tầng Kira rồi. Rất to luôn. Hai tầng Kira là cộng thêm 50% đam đấy. To lắm. Bắt con cáo, hay quá, bắt được rồi. Đối thủ ra cũng rất khỏe nhá. Anh em ạ, đối thủ nó là 6 bit kết hợp với cả 4 Glacier. Không yếu đâu anh em, bộ này là bộ khỏe đấy. Đấy, ui, vớ vẩn lại lật kèo này. Tôi chưa có kiếm hồn anh em ạ, chưa đủ bộ. Thế này là vẫn chưa tính là đủ bộ được anh em ơi. Bây giờ vẫn là đang bị lẻ, nó đang thừa mất một con Warlock ấy. Đang thừa một con Warlock. Rất cần nó kiếm hồn để tôi vứt bớt mấy cái con Wizard đi. Wizard bây giờ không để làm gì cả. Đấy, nó kích hoạt là nó chỉ gọi là kích hệ 4 Witcher thôi, nhưng mà có điều là nó là tay dài anh em ạ, nên là nó không có được hưởng Kira. Tôi cần là phải vứt đi để tôi chuyển những cái con đánh gần vào cơ. Lúc đấy cái đam con này nó lên 2000 thì nó cứ quạt một quạt là chết thôi. Bây giờ bọn kia nó vẫn chưa chết được thì nó sẽ có những cái hiệu ứng bất tử các thứ. Rất khó chơi. Một quạt, hai quạt là chết con cáo. Rất khỏe luôn. Ăn rồi. Hay quá. Rồi. 10.000 đam dành cho chú quỷ.
Thậm chí là tôi không cần cái con kiếm hồn để tôi có thể chiến thắng ở trong cái trận đấu vừa rồi. Vớ vẩn lại trước khi ra con kiếm hồn có khi là đối thủ bay bố nó màu anh em ạ. Thế là còn không kích hoạt được cái hệ linh hồn cơ. Còn một cái hệ linh hồn nữa. Cái hệ tộc linh hồn là chúng ta vẫn chưa thể nào chúng ta kích hệ được. Ra là cái tộc linh hồn nữa là thêm máu vào cho cái con chứa quỷ thì con chứa quỷ nó cực trâu luôn. Tôi sẽ mua săn lên con Doom nha anh em nhá. Để khi nào mà chúng ta thay được cái Wizard ra thì chúng ta có thể cho Doom vào thay. Đấy, Doom này và kiếm hồn nó sẽ thay cho hai con Wizard anh em nhá. Quá hợp lý luôn. Bây giờ tôi cần con kiếm hồn để kích hệ thôi. Xin một con kiếm hồn thôi. Bây giờ late game rồi chắc là cũng không có cơ hội đâu. Đào sau nhá. Hy vọng là nó sẽ cho tôi một con kiếm hồn. Chúng ta sẽ có khoảng 20 tiền để roll. Rồi, roll thôi. Kiếm hồn ơi. Kiếm hồn ơi, ra đi, ra đi, ra đi. Ui dồi ôi, đéo ra. Ui, không được rồi, thôi tôi phải bán con này đi đã. Kiếm hồn. Kiếm hồn, ui ôi, đây rồi anh em ơi. Ra lúc đúng phút cuối luôn. Ok nha anh em nhá. Rồi, đấy, hai tầng Kira đây này anh em này. Đây, bây giờ mới thực sự là mắc binh. Bây giờ mới thực sự là mắc binh. Ok. Rồi, ui chưa kịp ghép đồ anh em ạ. Vào đây, rồi, ok anh em ơi. Ui, đối thủ hy vọng là không chết vội, không chết vội, cho một round nữa. Cho xin một round nữa đi. Cho xin một round nữa ghép đồ cái đã. Cho nó đẹp đã. Được không, được không, đấy anh em thấy không. Khỏe chưa, khỏe chưa, khỏe chưa, khỏe chưa. Khỏe chưa, đấy, anh em thấy chưa, khỏe chưa. Từ bán này đi, mua chú quỷ. Kịp, hay quá. Rồi, thay cả con Doom ra. Đấy, bây giờ mới thực sự là mắc binh rồi này anh em này. Con chúa quỷ bây giờ tầm này nhá, tôi đoán dự đoán nó phải rơi vào tầm khoảng 1800 đam. Bởi vì trận đấu này là nó chưa đến siêu lết. Đấy, chưa có những cái món đồ cam 40-45, chưa có cướp điên, chưa có gậy như ý. Thôi tôi chưa lốt cái chiến thành đây. Đấy, vì chính vì thế đấy là chúng ta sẽ chưa có những cái món đồ cam to. Nên là đam thì nó rơi vào 1800 thôi. Còn nếu mà có món đồ cam thì tôi nghĩ là cũng sẽ phải là lên tới 2000. Đấy rồi. Hay quá. Quạt chết mẹ hết luôn ạ. Anh em thấy không? Quạt gần như là một quạt chết ba con. Gần như là một quạt chết ba con luôn. Anh em nhìn này, 1700 đam. Đam quá to anh em ạ. Mấy cái con kia làm gì mà được 1700 máu. Mấy con không đồ ấy, chắc là cũng chỉ 1500 máu thôi. Một quạt là đi rồi. Quá kinh. Đội hình này thì thực ra là tôi đánh giá nó chỉ rơi vào tầm khoảng 8 điểm thôi anh em nhá. Cũng khá là khó xây dựng đấy, chứ cũng không dễ đâu anh em ạ. Nhưng mà nếu mà xây dựng được ấy thì late game thì thực sự nó rất khỏe đấy nhá. Rất khỏe đấy. Đấy, nhưng mà cái vấn đề là xây dựng là có xây dựng được đến late game không. Thì cái đấy là phụ thuộc vào cái may mắn cũng như là cái trình độ của mỗi người anh em nhá. Rồi, và một lần nữa xin được chúc mừng sinh nhật của anh em Nguyễn Đức Trung. Và xin cảm ơn các anh em đã theo dõi clip này cũng như là thích nó. Và nếu có thời gian mà anh em chưa xem cái clip ngày hôm qua, anh em có thể xem tôi gặp lại fan cứng của tôi The King, một trong những anh em fan cứng 35 ở trên kênh. Rất là vui khi gặp fan cứng. Thế cuối cùng thì ai là cái người mất trí nhớ tạm thời? Liệu rằng có phải là anh em khi mà anh em chuyển like cho cái video clip cực hay của tôi? Thế anh em nhá. Rồi ok, anh em thấy hay để tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm cái clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian, anh em chưa xem cái tập 1 của cái phần tôi gặp The King, anh em có thể chọn clip bên trái. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem tôi chơi cái bộ Phượng Hoàng Bất Tử anh em nhé. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể ủng hộ cho tôi qua tin nhắn Super Chat, ủng hộ trên YouTube. Và anh em cũng có thể trở thành hội viên ở trên kênh đóng